Này Kiều Thi Ca, vì chư Phật quá khứ, vị lai hiện tại đều ngồi nơi đây chứng được vô thượng chánh đẳng Bồ Đà. Sau khi chứng được Bồ Đà, các ngài thí cho các loài hữu tình sự không kinh sợ, không hãi hùng, không oán, không hại, thân tâm yên vui, an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến cho trụ nơi diệu hạnh tôn quý của trời người, an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến cho trụ nơi diệu hạnh an lạc của tam thừa, an lập vô số vô lượng hữu tình, khiến cho hiện chứng được quả dự lưu hoặc quả nhất lai hoặc quả bất hoàn hoặc quả a la hán, an lập vô lượng vô số hữu tình, khiến cho chứng được độc giác bồ đề hoặc chứng vô thượng chánh đẳng bồ đề. Việc làm thù thắng như thế đều do thức uy thần của Bát Nhã Ba La Mật Đa. Cho nên chỗ này tất cả trời rồng A Tố Lạc đều cùng nhau bảo hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen. Nên biết rằng kinh điển Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa này, ở bất cứ nơi đâu cũng lại như vậy, được tất cả trời rồng A Tố Lạc thường theo bảo hộ, cung kính cúng dường, tôn trọng ngợi khen, chẳng để cho Bát Nhã Ba La Mật Đa bị nạn. Này Kiều Thi Ca, kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế, ở bất cứ nơi đâu thì phải biết rằng chỗ ấy tức là chân chế đa, miếng